Đây các bạn, hôm nay mình sẽ làm cái món đùi gà chiên giòn, giống như là cái ở cái tiệm KFC nha các bạn. Cái này là cái món gà chiên giòn KFC đó, hay là ở vùng miền Bắc đó, người ta gọi là gà rán nha các bạn. Đây coi như là món gà rán của Thánh Lai đây. Thì cái này mình cũng học hỏi từ ở trên mạng thôi các bạn ơi, mình làm thử thôi nha. Cũng chưa biết là nó giòn thành công hay sao, nhưng bây giờ mình làm thử thôi. Nếu mà thành công thì mình sẽ chia sẻ với các bạn nha. Đây mình làm thử đi, rồi mình để giờ để 20 phút sau bắt đầu mình lấy ra mình chiên. Giờ mình chắc hết nước này đi. Chắc hết cái nước này đây. Để mình chắc hết nước ra trước các bạn. Rồi giờ chắc hết nước ra rồi đây các bạn. Bây giờ mình sẽ ướp vô các bạn. Đây mình trộn trộn sẵn rồi các bạn, cái này cũng dễ thôi. Có chút xíu muối rồi, tiếp một nêm tiêu, chút xíu tiêu với lại ớt ớt cay nha bạn. Đây ớt bột và ớt cay nha bạn đó. Thì nghĩ là ai người nào ăn cay thì bỏ còn ớt, còn không thì không bỏ cũng được nha bạn. Tự mình ăn cay nên mình để cái ớt vô các bạn đó, chỉ có chừng ít gì thôi. Bây giờ ta ướp vô ha. Đó giờ sau khi ta ướp xong rồi các bạn, ướp xong vậy rồi ha. Đó thì cái cà riu thì cũng tùy theo người đó, mặn lạt gì thì mình làm theo khẩu vị mình nha. Thì ai ăn ớt thì bỏ thêm ớt vô, nhiều ớt vô, còn này mình thì theo khẩu vị của mình vậy các bạn. Nếu ăn cay thì bỏ thêm ớt cho cay vô, còn mình là như vậy là vừa ha. Mà hai để vừa để 20 phút sau xong rồi là mình đem đi hấp hấp 20 phút nữa các bạn hấp. Đó bây giờ là mình bỏ vô hấp nha các bạn. Đây bỏ 20 phút trong để ướp này, bây giờ cho nó thấm rồi đây. Để tủ lạnh xong giờ lấy ra cho ta hấp các bạn, hấp cho chín xong rồi bắt đầu là chiên nha các bạn. Đây rồi các bạn, chờ mình thêm giấy lát nữa nha, rồi mình sẽ chiên lên là thưởng thức nha các bạn. Cái này là mình bắt đầu chiên nha các bạn, để đánh cái trứng gà lên ha. Trong khi mình nãy là mình phải bắt cái dầu lên cho nó sôi, nó nóng lên nha các bạn. Bây giờ mình đã bắt dầu rồi nha các bạn, bây giờ mình đánh cái này lên đó, cũng đánh lên vậy, cũng cho nó đều lên, tan lên vậy ha. Xong bắt đầu là đây là cái đùi gà, thì bắt đầu là mình uống vô cái này là bọt nha các bạn, bọt thôi, lăn qua cho nó dính nó áo bọt cái đều các bạn. Rồi bây giờ là mình nhúng qua cái hộp gà nha bạn. Mình cái tô này nó cái này nó nhỏ quá, mình cho qua cái tô lớn để cho mình dễ nhúng nha các bạn. Cái này là mình tự mình thấy hơi
cái tô này, cái làm có hai cái chế đùi gà thôi các bạn ơi. Thì mình không có làm nhiều phải không, mình làm thử mà. Cái này là mình làm thử thôi nha các bạn, cái gì là nói chưa, nói chung là lần đầu tiên mình cũng học hỏi làm thử thôi, không biết nó như thế nào. Bây giờ mình làm chia thử thôi đó, như vậy xong rồi nha. Bắt đầu là ta nhúng qua cái bột này các bạn, bột này lại là cái hiệu nó này các bạn, đây cái này là bột nó cho nó giòn nha các bạn. Đó, khi dầu về nó lên tim và làm đường nha các bạn. Đó. Đầu là ta cho bỏ vô nha các bạn. Đây. Đây đó, nó có hai cái mình thử nghiệm nha các bạn. Cái nhỏ này đó là mình nhúng hai lần các bạn. Đó, dùng cho vô. Còn cái lớn này á, cái lớn này là một lần nha các bạn. Đó. Nó cái này bắt lửa nhỏ nhỏ vậy cho nó vàng lên các bạn. Đó thì trong khi chờ đợi cái này mình bắt cái lò trong dầu trong luôn để mình chiên cái khoai lang tây mình ăn chung luôn các bạn. Đùi gà mình là xong rồi các bạn, giờ đây là khoai lang. Thì nói chung lại là mình làm này làm thử thôi nên mình làm có hai cái đùi thôi các bạn, mình làm đủ bữa ăn mình mà. Nếu mà thấy ngon thì mình sẽ chia sẻ các bạn. Đó rồi, sắp xong luôn rồi nên là mình bắt đầu đã đưa ra là mình thưởng thức đây các bạn nha. Rồi cái này phải là tay mình chiên xong rồi đây. Và mình cho chút xíu muối lên cho nó. Đó, sắp sắp lên cho nó có muối muối nó ăn nó mặn mặn ngon các bạn. Đây là thành phẩm của mình. Đùi gà chiên kiểu KFC nha các bạn. Đó. Đây là sản phẩm mà mình ăn thử nha các bạn. Đây là cái kiêng này là mình chỉ lăn có một lần hột gà với bột thôi. Cái này là mình làm hai lần. Hột gà với bột mình lăn với lại bột là hai lần. Đừng thử, bây giờ mình ăn thử coi cái độ giòn của cái nào nó ngon hơn nha các bạn. Bây giờ các bạn cùng mình thưởng thức nha. Rồi. Bữa nay là Thánh Lai chia sẻ với các bạn món đùi gà chiên giòn theo kiểu KFC nha. Đây thử cái này là coi như là cái công thức mình cũng thử thôi nên mình ăn thử, mà thấy ngon thì mình các bạn làm theo thử coi nha các bạn. Đây cái này là mình cái đùi này thì mình lăn hai lần hột gà với lại bột đó. Thì thường thường người ta làm cái bột chiên giòn các bạn, nhưng mà mình chỉ làm bột mì thôi đó. Thì giờ mình đây cũng là thử nghiệm các bạn, nếu thấy ngon thì bắt đầu là mình sẽ nói với các bạn về chia sẻ các bạn luôn. Bây giờ mình thử thôi. Đây hôm nay mình cũng làm cái này, mình làm một một cái biên nha các bạn. Bây giờ các bạn cùng mình thưởng thức nha, mình thử thôi. Đây là mình ta ăn với cái kia, mình ăn với là này là ketchup với lại tương ớt nha các bạn, lại tương cà với tương ớt đó. Thử quá đồng. Bây giờ mình thử đây. Cái lăn bột một lần nha các bạn, thử ra thế nào không.
Giòn lắm hả? Được chứ? Ngon à? Được. Mà giòn lắm bạn ơi. Nó nóng giòn, ngon quá. Nói chung là hôm nay ăn bốc luôn đi mà. Có đang nghĩa mà. Thôi, bốc tay luôn đi cho nó ngon. Đây. Chúng là đồng. Mình ăn thêm cho nó ngon các bạn. Nói chung là ăn mấy cái này á, nó nhiều dầu mỡ, mình có thêm dưa rồi vô nó đỡ. Ngon không? Nói chung lại á, mới làm thì nó cũng hơi công đoạn hơi lâu. Rồi thêm rất ngon quá, thịt nó mình ướp mình để luôn 20 phút, đưa cho lạnh 20 phút rồi ha. Đó bây giờ thì nó vừa ăn, nói chung là mình nói mình chấm đây chứ còn để mình lấy khoai lang mình chấm cái này thôi, cái kế không cái luộc gà này nó vừa ăn luôn rồi, vừa ăn luôn. Rất ngon quá, mà thấy không quá giòn nữa. Được các bạn. Đó, đây là mình làm thành công quá. Không cần bột chiên giòn đâu. Về bột mì thôi các bạn. Hai cái đùi gà, mình là vừa đủ mà, hai cái đùi gà một dĩa khoai lang tây. Đó, là trong một bữa mình ăn lần các bạn. Giờ mình làm miếng các bạn, vô các bạn. Mở cái nhà nhá. Quá đã rồi. Nói chung là nó chỉ có cái thời gian á, mình ướp để lâu, nó lâu cũng chứ không mình hấp nữa. Nói chung là nó cũng tùy theo, chiên cũng vậy. Tại sao mà mình không có ghi thời gian? Bởi vì vậy thì khi các bạn hấp cái đùi nó nhiều khi đùi to đùi nhỏ đó, thì các bạn để cho trong đa vô trong tủ lạnh xong bạn lấy ra cái đùi rất là lạnh, nên cái nước sôi rồi bạn bỏ vô bạn bạn luộc. Mình nghĩ là bạn hấp đó, đó hấp cho khoảng chắc khoảng 20 phút, hơn 20 phút á nó mới chín các bạn. Mình hấp như vậy đó là nó cái nó chín rồi nó săn lại luôn, xong rồi bắt đầu ra ta lăn bột đó ta chiên thôi. Ngon quá các bạn ơi. Này rất là giòn các bạn, chấm thêm tí ớt cho nó cay cay ngon bạn. Ngọt quá. Không biết bác hỏi các bạn sao chứ mình thích ăn cái đùi gà, mình thích ăn cái kêu gân gân nữa mà, cái con nữa.
giòn, rất ngon ạ. Quá đã. Đây, đầu này cũng vậy. Chấm cho mấy xíu ớt cho cay cay. Này thì ớt có cà nữa, ăn nó chua chua, ngọt ngọt cay cay, ngon mà. Thích ăn cái vỗ đầu này nè, cái đầu gân gân luôn. Giòn nó còn. Bớt đi ha. Đó. Tiếp tục. Nói cái này. Ăn dẹp ngon bà ơi. Bóc lia lịa. Rất ngon. Gì đó, cái lớp bột ngoài đó. Cái gà nó ướp, mình ướp nó thấm vô, vừa ăn ngon, vô các bạn. Ngon quá. Đây, bây giờ mình tiếp tục. Tiếp tục thưởng thức. Cái này là nhúng hai lớp các bạn. Nhúng hai lần. Hai lần hột gà với bột. Ngon, quá giòn không? Nói chung là mình thấy á, nếu như bạn nào muốn ăn có nhiều bột nó giòn ngoài hơn thì ăn hai lần, nhưng mình nghĩ một lần cũng được các bạn, một lần cũng ngon, đúng không? Hai lần thì nó nhiều bột thôi. Quá ngon mà. Bà biết phải trước mình hai cái này là no rồi, hai cái đùi to lắm mà. Ăn liên tục các bạn không? Ngon luôn. Nói chứ bà biết hai cái đùi này cũng nhiều lắm ạ. À. Còn nóng mà. Nó ngon các bạn. Mở chiên không? Ra nóng ăn gọn, nó đã. Thêm rau là ngon này luôn, ngon. Giống như nước bạn.
quá. Đơn giản không? Là lúc mà mình làm á thì cái thời gian nó cũng hơi dài hơn, tại vì ở nhà người ta làm, ở ngoài tiệm á thì đốt sẵn rồi, là dầu nó cũng nóng sẵn làm nữa, nên mình làm ở nhà thì nó tốn cái thời gian mình làm nó hơi lâu hơn. Mà ngon các bạn, thử đi. Nói chung là mình thấy rồi, mà đùi gà chiên theo kiểu KFC thì nó cũng không có gì đặc biệt lắm bạn. Đây ngon. Đùi gà chiên giòn kiểu KFC của Thanh Lai. Quá hấp dẫn mà. Nước mà sao chứ mình ăn hai cái rồi bây giờ quá no luôn, không cầm thêm chai bia nữa vừa. Quá ngon các bạn. Giờ còn quay ăn tay không à? Nó no quá rồi. Tụi mình thích ăn ở chỗ gần gần nè. Giòn giòn ngon mà không bây giờ còn khoai lang tây không các bạn. Đủ gà nó hết rồi, còn ta không, hai đùi gà no luôn các bạn, hai đùi gà, cái bia no rồi, nè. Thì clip này mình chia sẻ các bạn đó, là món đùi gà chiên giòn, kiểu KFC của Thánh Lan. Giờ clip này cũng dài rồi, mình xin kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nha. Nói chung là clip này là mình làm gì chia sẻ về cuộc sống của mình, coi như là cũng học hỏi từ ở trên mạng, rồi mình tự làm rồi tự ăn rồi chia sẻ với các bạn. Thì thấy ngon hả? Nó cũng giòn ngon vậy các bạn. Nếu cảm thấy hay thì cho mình xin một like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Còn đây mình cũng nói là cái đây là cái món này mà do mình không phải là thợ gì hết, nhưng mà mình tự ở nhà học hỏi rồi mình làm để mình ăn thôi, mà chia sẻ với mọi người. Nếu cảm thấy bạn nào mà là thợ hay cái gì đó, có những cái gì mà mình còn thiếu sót đó,
thì mình rất mong được sự đóng góp và góp ý của các bạn để cho mình có những cái clip hay hơn, làm những cái món ăn ngon hơn cho những cái clip sau này. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nha. Nếu thấy hay thì cho mình xin một like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nha. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh TTB Sports để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nha. Bye bye.